Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta. Tôi là Joe Dovin. Hôm nay như đã hứa hẹn đã mời lại được bác sĩ Michael Dow để cập nhật một số thông tin về COVID-19, vaccine và những vấn đề y tế khác nữa. Xin kính chào bác sĩ Michael Dow. Xin kính chào anh Joe Dovin và xin kính chào quý vị khán giả của đài Việt Face và S Channel. Vâng, hôm nay chúng tôi có một cái background rất đẹp, sân khấu mới trong mùa Tết. Xin mời bác sĩ chúc Tết cho quý đồng hương. Vâng, thì nhân dịp năm mới, năm này năm con gì anh? Tân Sửu. Tân Sửu là cái gì? Con trâu. Con trâu, ok, sorry. Nhân dịp năm con trâu đại diện cho Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow, xin kính chúc quý vị một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và quan trọng nhất là dồi dào sức khỏe, stay away from COVID-19. Vâng. Tân Sửu con trâu về sớm để đuổi con chuột đi. Chuột năm ngoái xui quá. đúng, năm 2020 xui. Hy vọng năm mới này chúng ta sẽ có nhiều may mắn hơn. Và riêng văn phòng bác sĩ có trên 100 nhân viên thì có lì xì cho các nhân viên không? Thì có anh, chắc chắn lì xì là mình Christmas đã có bonus rồi, có tăng lương rồi, mấy này lì xì cho có lệ. Cho mình tụi này cũng có, chẳng hạn là cả trăm nhân viên á, thì có khoảng 5 cái bao lì xì là 100, 5 cái bao lì xì là 50, còn 50-60 cái là 20 rồi 10 đồng rồi đó, thì ai trúng được 100 thì trúng, 50 thì trúng, vậy thôi. Mình vâng, mình xáo trộn lên, ai cũng bốc được cái nào thì bốc, cũng như vậy cho nó vui thôi. Yeah, không khí Tết. Đúng rồi, Tết mà không có lì xì đâu có vui đâu. Thành ra ít nhiều gì thì cũng có phải dự phần, và nhân viên thì cũng mong để ăn Tết cho vui vẻ. Vâng. Trong thông tin COVID-19 thì hiện nay chúng ta nghe biết ít nhất là có hai cái variant strain, tức là những biến dạng của COVID-19, một từ UK, Anh Quốc, và một loại nữa từ South Africa rất nguy hiểm. Và có thể có một loại thứ ba ngay tại địa phương chúng ta. Xin bác sĩ nói về ba loại này. Vâng. Thì kính thưa quý vị nói, nghe nói rất nhiều về cái vaccine của mình. Đã có hai cái vaccine là cái Pfizer và cái Moderna. Thì as of, để mình update sơ qua về cái vaccine là as of yesterday á, ở tại Hoa Kỳ đã được có 47.230.950 doses là ở Hoa Kỳ, nhưng mà mình chỉ có xài mới có 24.652.634 doses thôi, thì là khoảng phân nửa. Thì of course quý vị nhớ là cái này là hai dose, là mỗi người cần hai mũi, do đó là cái nửa kia là họ reserve cho gọi là cái second dose. Thì estimate đó, mình cần khoảng 500 triệu dose thì mình mới gọi là herd immunity. Nghĩa là mình bao trùm hết tất cả những chủng ngừa, được khoảng 70% của dân số là 500 triệu dose. Thì hãng Pfizer hứa promise là by the end của summer, I mean là the end của June, tức là cuối tháng 6 á, thì họ sẽ sản xuất được 200 triệu dose. Và hãng Moderna cũng tương tự, họ hứa là by the end of June họ có được 200 triệu dose cho Hoa Kỳ, là 400 triệu dose. Nhưng mà rồi quý vị nhớ là có hãng Johnson & Johnson và hãng AstraZeneca, their vaccine cũng coming up. Hy vọng là cái hãng Johnson & Johnson có thể là game changer. Tháng tới họ có thể được, nếu mà họ được EUA approval là họ chỉ cần có một mũi thôi. Vâng. Đó, không phải hai mũi nữa. Hy vọng hãng Johnson & Johnson mà được approve, hãng AstraZeneca được approve, thì mình có hai cái nữa, thì nó sẽ release cái backup của vaccine. Hiện tại mình đang chậm chạp về tiến hành để mà chích ngừa cho toàn nước Mỹ. Thì cái câu hỏi như hồi nãy anh Châu Đỗ Vinh có hỏi là bây giờ cái chích ngừa, cái thuốc chích ngừa đã sản xuất cả mấy tháng trước, bây giờ mình có thêm, actually có tổng cộng là 4 cái variants bây giờ mà đang được nói nhiều nhất. Cái thứ nhất là UK variant, là từ hồi tháng 12 đã có rồi. Rồi South Africa, và một cái nữa là Brazil. Brazil, là, yes. Là ba cái mà hiện tại mới nhất á, mà chưa có được công bố, là của California variant. Mình có riêng cái variant của mình, nhất là ở chỗ, ở gần vùng Los Angeles này, thì họ đã thấy có rất nhiều cái variant của California variant. That's why trong vòng, họ nghĩ là that's why, tại sao mình có trong vòng 2 tháng vừa qua mình có một cái search rất là cao tại tiểu bang Cali. Tiểu bang Cali là một cái, quý vị biết là bây giờ trở thành gọi là cái epic center, là có nhiều COVID nhất của Hoa Kỳ. Hồi xưa là New York, bây giờ Cali mình trở thành, mình take over cái number one của COVID case. Thì họ nghĩ là có thể vì cái variant của California này. Vâng.
Thưa bác sĩ, 3 tháng nay mình cũng kiên cử không có đi vào Los Angeles, ngoại trừ những trường hợp rất là khẩn cấp thì quý vị cũng không nên đi, vì ở đó là phải gọi là ổ dịch hiện nay và nó đang thuyên giảm, nhưng mà bây giờ lại phát hiện một cái strain mới mà chưa biết là ảnh hưởng về thuốc men hay là vaccine sẽ như thế nào. Và về những vaccine thì bác sĩ nghĩ rằng có những thành phần nào chưa cần chích và những thành phần nào cần hơn những giới khác. Vâng, thì trước khi để nói về cái variant nữa, anh biết cái variant là cái người ta nghiên cứu thấy á, là cái thuốc chích ngừa này nó có thể giúp cho những cái variant mới too. Nhưng mà không phải, những cái variant mới có một số nó sẽ lọt qua. Nhưng mà rồi vì cái thuốc chích ngừa, cái cơ thể mình nó sản xuất quá nhiều loại kháng thể thì thành nó đánh phủ luôn, cũng như là mình tưởng tượng như là mình nói nôm na như vậy ha, chẳng hạn như trong lính á, mình có bộ binh, có Navy là gì, hải quân rồi có không quân đủ thứ quân, thì chẳng hạn như là cái kháng thể là bộ binh, mà bây giờ nó thấy Navy nó cuộc sống thắm nó cũng phai được đúng không, nó phai khi mà nó phai chùm đầu, nó gọi là mình được cái gọi là cái broad antibody. Khi mà chích ngừa vào á, cái kháng thể mình nó sản xuất rất nhiều loại, tại vì cái này là cái RNA, là cái như là cái gene, cái genetic á, thành ra cơ thể mình sản xuất nhiều loại kháng thể, thành ra những loại variant khác tới nó cũng không phải là nó diệt 100%, nhưng mà nó cũng có diệt nhiều 80-90% được, thì lúc đó nó cũng giúp được trong thời gian này. Thì Moderna và Pfizer đều nghiên cứu để mà làm một cái booster vaccine nữa để mà nó giống luôn những cái variant mới này. Vâng, tức là hiện nay mà những người đã được một mũi đầu tiên đó thì chờ cái mũi thứ nhì, và những cái vaccine được giữ lại là để cho cái đợt nhì không thiếu sót. Nhưng mà nếu mà có những vaccine mới sẽ bổ túc thêm thì họ sẽ release những cái tồn kho còn lại. Và chính bác sĩ cũng được mũi nhì rồi phải không? Vâng, có cảm thấy khó chịu hoặc có dị ứng gì không? Không, mũi nhất, mũi gì đều không bị gì hết, chỉ là hơi đau cái chỗ cánh tay mình bị chích thôi. Nó sore chừng ngày. Thì uống 2 viên Tylenol xong là, hay là uống 2 viên Motrin là xong. Vâng. Yeah. Mà có nhiều người cũng sợ là mũi thứ nhì không có đến với mình kịp thời thì cái mũi thứ nhất nó sẽ không hiểu hiệu. Không phải vậy, mình có tới khoảng 6 tuần phải không? Hoặc là cao hơn khoảng, thì có. Actually, theo Moderna họ nghiên cứu á, cái mũi đầu tiên không á là có thể up to 78% của những người ta có kháng thể rồi. Mà theo của Pfizer thì 50 gần 51% là có kháng thể. Thành ra một mũi á 78% cũng có thể là được bảo vệ rồi. Nhưng mà họ muốn 95%, thành ra họ chích thêm mũi thứ nhì để booster thêm mũi thứ nhì là như là một cái booster. Vâng. Rồi thầy anh Châu có hỏi là những người nào mà hiện tại bây giờ là chưa cần phải chích, thì có 5 cái nhóm người mà hiện tại bây giờ là mình không cần phải chích liền. Cái nhóm thứ nhất là những phụ nữ đang có thai. Thì trong ở Hoa Kỳ họ nghiên cứu, thì trong cái khu lúc mà nghiên cứu không có đủ bệnh nhân mà có thai, cho nên họ không có dám gọi là thử nghiệm nhiều. Thử nghiệm mà rồi họ do đó FDA cũng không cho phép. Rồi cái thứ hai nữa là những em dưới 16 tuổi cho Pfizer, dưới 18 tuổi cho Moderna, tại vì những em đó không trong chương trình nghiên cứu. Ở Mỹ là mình nghiên cứu gì là mình được chích cái đó thôi, mình làm cái đó thôi, không được ra khỏi. Nhưng mà rồi sometimes người ta cũng làm off-label. Cái thứ ba là những người mà sức kháng thể họ rất là thấp. Họ đang dùng thuốc chemotherapy, họ đang dùng thuốc mà nó làm cho kháng thể mình nó thấp á, thì cũng không nên chích, tại vì chích vô kháng thể mình nó không có, kháng thể nó không gây lên được, cũng không giúp được bao nhiêu. Cái thứ tư là những người mà bị severe, phản ứng cực mạnh tới những cái thuốc khác, chích ngừa khác, hoặc những cái thuốc uống mà mình có cái tiền sử, có cái history mà mình bị phản ứng kịch liệt tới những cái thuốc hay là chích ngừa khác, thì mình không cũng khoan, chưa cần. Bởi vì những cái chích ngừa của Moderna với Pfizer cũng có vài người bị phản ứng kịch liệt cho đó, những người mà bị phản ứng cho cái tiền sử á, thì cũng khoan, chưa nên chích. Và nhóm thứ năm là những người đã bị COVID-19 rồi. Những người đã bị COVID-19 rồi á, thì thường thường CDC họ recommend á, là có thể đợi 90 ngày. Mà những cái nghiên cứu mới nhất bây giờ á, là từ UK nè, và từ Rockefeller University, họ thấy là những người mà có bị bệnh rồi, COVID-19 rồi á, họ có thể có kháng thể up to 6 tháng so far, được bảo vệ up to 6 tháng. Mà rồi CDC thì họ of course họ more conservative, họ nói sau 90 ngày thì nếu muốn chích ngừa thì cũng có thể chích sau 90 ngày. Nhưng mà nói về ngược lại về cái vụ mà cái những người phụ nữ có thai, thì ở bên Tây,
ở bên Pháp và ở bên Israel là bên Do Thái, họ đã chích cho, cũng dùng Pfizer chích cho những người có phụ nữ trẻ, y tá trẻ và bác sĩ trẻ mà đang có thai. Tại những người đó cũng như là cũng là frontline mà bây giờ không lẽ không thì họ đã thử qua và họ đã chích cho những người phụ nữ có thai trẻ và thấy so far là không có chuyện gì hết. Vâng. Mà Hoa Kỳ thì chưa làm cái đó. Trước khi quý vị nhận vaccine thì cũng có thể tham khảo với bác sĩ gia đình MD của quý vị để biết là mình có nằm trong những thành phần mà bác sĩ Michael Đào mới vừa nêu ra và có thể là mình không cần thiết hoặc là cái thuốc vaccine cũng không có hữu ích cho chúng ta trong lúc này. Và những cái mũi mà kế tiếp thì Tổng thống Joe Biden đã hứa hẹn rằng sẽ tăng cường và đã đặt mua vài trăm triệu mũi dose để bao phủ hết tất cả toàn dân. Có thể từ đây tới tháng 6 sẽ có đầy đủ và ông đã hứa hẹn là chích trên 1.5 triệu mũi hàng ngày. Thay vì 1 triệu mũi một ngày thì sẽ lên 1 triệu rưỡi dose. Đó cũng là tin rất là vui cho chúng ta. Đồng thời chúng ta ngoài vấn đề COVID phải chích ngừa hay là sau khi hồi phục đó thì có khi cả năm nay chúng ta thấy nó ể oải, nó mệt mỏi trong người và cũng như tâm trí chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Thì có những cái phương pháp nào để chúng ta reboot cái brain của mình, làm cho mình tăng cường trở lại một cái tình trạng hồi phục như trước đây? Thì xin bác sĩ lướt qua. Vâng, thì kính thưa quý vị, có những cái nghiên cứu mà rất là lớn, họ thấy là những người đã bị hết COVID rồi á, anh Châu, mình hết COVID nhưng mà rồi mình vẫn có cái triệu chứng nó dây dưa, mà họ nói chẳng những là không có số nhỏ mà 76% lận là số rất là lớn của những người đã bị COVID rồi có thể có những cái triệu chứng mà lingering trở lại, như là hơi mệt mỏi, hơi khó thở, có thể ê ẩm mình mẩy, có thể đau nhức những cái khớp xương, tức là những cái triệu chứng như mình đang bệnh gì á. Thì nhưng mà không nghĩa là mình đang bị bệnh, đó là những cái lingering triệu chứng mà thôi. Thì of course những cái quý vị biết là những người không bị COVID cũng vậy nữa. Mình qua những cái pandemic thì cả năm vừa rồi người mình nó mệt mỏi quá sức đi, nghe tin tức ngồi người chết người này nọ, rồi chính trị nữa, cái vừa rồi cái bầu cử nữa là rất là nhức đầu, và có những cái gọi là là làm cho mình như là buồn rầu chán nản, depression chẳng hạn. Thì họ nói là sau khi nếu mình có những cái 6 cái way để mà mình có thể reboost lại cái brain của mình, reboost lại cơ thể của mình, hy vọng là nó giúp cho mình qua những cái cơn lo âu, buồn rầu, đau khổ, cô đơn, đau nhức mình mấy whatever. Thì thứ nhất là be kind và helpful. Be kind là kindness, là lòng tốt á. Mình be kind tới người khác, tức là mình phải đối xử tốt với những người khác, đừng có nói xấu người ta, hay đừng có tức là mình lạc quan đó, lạc quan, vui vẻ, be kind và helpful, là mình giúp đỡ người khác chứ không phải là mình giúp cho bản thân mình mà giúp cho người khác nữa, chứ không phải mình... đừng có thụ động, ích kỷ cũng không được, đừng có ém người ta xuống, đừng có đè người ta xuống, người ta trách nhiệm mà đè người ta xuống này nữa. Sẽ giúp tình trạng chung mọi người, mọi người đúng, đỡ tinh thần thì nó giúp, tại vì nó nghiên cứu thấy khi mà mình có cái lòng tốt, mình có cái lòng vị tha, có gì sự thông cảm thì cơ thể mình nó sản xuất một cái chất làm cho người mình thoải mái hơn, người mình vui vẻ hơn, người mình mạnh, khỏe khoắn hơn. Cái thứ hai nữa, of course, là exercise. Tập thể dục thể thao always là giúp cho cơ thể mình nó thoải mái hơn. Thứ ba là eat well, là eat balance, ăn trái cây, ăn rau, ăn thịt, ăn đầy đủ những cái chất hết, chứ không phải nhiều khi tại vì trong cái trận dịch này như mình hay lười ăn á, mình lười biếng, rồi mình không dám đi chợ, rồi mình bị gọi là quarantine á, là bị cách ly rồi mình không hiểu, thì ăn đầy đủ những thức ăn. Thứ ba là mình bị cái gọi là cái distance, đúng không, gọi là cái physical distance, khoảng cách 6 feet, rồi tránh xa đám đông, tránh xa bạn bè, thì mình giữ cái social connect, những cái quan hệ xã giao mà bằng phone, mình gọi bằng phone, mình gọi bằng FaceTime, Facebook, whatever, Instagram, để mà mình gặp nhau, đừng có cắt hết mọi liên hệ, phải không? Mình vẫn giữ liên hệ nhưng mà gián tiếp thôi. That's right, liên hệ qua phone, qua cái hình ảnh, đó là để nó giúp cho mình cái tâm lý của mình cho nó khỏe khoắn hơn. Cái thứ năm là mình học, mình learn something new. Tức là mình có thể trước giờ mình chưa bao giờ rửa chén á, giờ learn how to rửa chén ở nhà, lau nhà, làm cái gì đó, làm cái mặt nạ, nhiều người ở nhà boring quẩn quá làm cái mặt nạ, đó cũng là một cái skill để mà mình học thêm. Có những cái sinh hoạt gì nó mới lạ, đúng, hoặc là nó kích thích cái thị hiếu của mình. Và cái cuối cùng là sleep
properly. Ngủ đầy đủ, ngủ khoảng 7 tiếng là average, 6-7 tiếng. Ngủ thiếu nó làm cho cơ thể mình bị xuống, cho sức kháng thể mình xuống, mình có thể dễ bị bệnh hơn. Dạ, yeah. Nhiều người trầm cảm hay là thụ động rồi buồn bã rồi lười biếng ăn uống hay là sinh hoạt rồi bị cách ly, không có quan hệ xã giao bình thường, là đâm ra mình bị tăng ký, thêm nặng ký, rồi là ế oải, rồi là mệt mỏi, thì mình phải có những cái điều mà bác sĩ mới vừa nói đó, 6 điều đó, để chúng ta kích hoạt lại những cái sinh hoạt bình thường, và nó giúp cho sức khỏe chúng ta rất nhiều. Trong cái đề tài này, những người cũng đã lướt qua COVID rồi đó, thì nó có cái chương trình Storm Chaser này. Xin bác sĩ nói sơ qua về Storm Chaser này là chương trình như thế nào? Hiện tại bây giờ tại trung tâm y tế đa khoa Mai Cơ Đạo tại AMD Medical Plaza, tại cái khu nghiên cứu, quý vị, anh em chúng tôi có hai chương trình nghiên cứu rất là đặc biệt cho dành cho COVID-19, đó là pre-exposure và post-exposure. Pre-exposure là sao? Là mình nằm trong nhà của mình cả năm nay, mình trốn ở nhà, bây giờ mình muốn đi ra đi làm trở lại. Bây giờ Governor Newsom mới open up, right? Bỏ đi cái lệnh stay at home, là mình muốn đi ra ngoài, mình muốn đi làm trở lại, muốn đi gặp gỡ bạn bè, thì mình sợ. Thì ở đây tụi này có chương trình nghiên cứu, là mình có thể vô chương trình nghiên cứu, chích cái kháng thể vô đó, là mình được bảo vệ ngay lập tức. Mình được, như là nếu mà chích ngừa, anh Vinh nhớ là, quý vị nhớ là chích ngừa là sao? Mình chích cái siêu vi trùng đó vô, hay là chích một cái phần của con siêu vi trùng đó vô, để cơ thể mình nó sản xuất kháng thể. Nó tới khoảng 2 tuần, 4 tuần mới sản xuất kháng thể. Bây giờ mình chích thẳng kháng thể vô luôn, là chích thẳng lính vô luôn á, là nó bảo vệ mình ngay. Chích vô là nó instantly được bảo vệ liền. Thành ra không phải đợi 2 tuần, 4 tuần để mà nó sản xuất kháng thể. Thì cái kháng thể này á, nó có hai công dụng, là nó bảo vệ mình trước khi mình gặp cái người COVID-19. Lỡ mình gặp rồi mình sẽ được bảo vệ, tại vì có kháng thể rồi nó giết liền. Và cái cũng công dụng đó nữa, thì nếu mình lỡ mình gặp một người đã bị COVID rồi, chẳng hạn như là mình đi ăn rồi cái một nhóm bạn, rồi 2-3 ngày sau nghe cái tin phone, ô, một người bạn bị COVID-19, mình đã bị exposed rồi, mình gặp cái người bị COVID-19 rồi, thì cũng những cái kháng thể này họ chích vào, thì họ bảo vệ cơ thể của mình để không có progress, trở thành full blown COVID-19. Cái bệnh của mình nó sẽ được giảm ngay, kìm hãm, right, lại. Kìm hãm lại, nó không làm cho người ta bị nặng mà có thể bị tử vong nữa. Và cái vấn đề mà nó leo thang, nó bệnh nhẹ thành bệnh nặng, nặng thành phải nhập viện, và nhập viện thì quý vị biết là rất là rủi ro. Những có bệnh nền bị phát hiện là nó sẽ bị COVID nó hành hạ hơn là những người mà không có bệnh. Và nhất là trong cái mùa COVID này, ngoài vấn đề trầm cảm và bị cách ly, lonely, buồn bã, thì còn có những vấn đề drug abuse nữa. Có những trường hợp mà những người họ dùng drug nghiện ngập, hay là nhất là những cái thuốc methamphetamine, meth gọi tắt đó. Thì bác sĩ có những cái biện pháp nào mới nhất để đối phó với những tình trạng mà drug abuse hay là bị nghiện ngập như thế này? Vâng, kính thưa quý vị, cái thuốc gọi là methamphetamine á, là một cái loại thuốc mà khi nghiện rồi á, mình rất khó chữa, rất khó cai, nó gọi là cai thuốc á. Thì cái methamphetamine này nó làm cho hyper lắm. Quý vị mình nghe tin tức á, hay là anh Châu mà nghe tin tức mà có những người mà cảnh sát á, bắt xuống cái hạn mà mình dãy dùa mà đánh đấm lại cảnh sát, là lot of them là on meth này nè. Tại nó become violent dữ lắm, rồi nó ghiền kinh khủng lắm. Thì hiện mới nhất bây giờ là họ mới nghiên cứu được approve là họ có một cái combination của hai thứ thuốc. Hai thứ thuốc này đã có trong thị trường cả mấy chục năm nay rồi, nhưng mà một thứ dùng thì không hiệu quả. Mà giờ hai thứ combine lại, một thứ là naltrexone với một thứ nữa là cái thuốc anti-depression là bupropion. Hai cái này combine lại á, họ thấy là họ nghiên cứu trên 400 người bị moderate to severe methamphetamine mà nghiện á, thì họ thấy là khi mà dùng hai thứ thuốc này á, những người này họ có tỷ lệ giảm là cai thuốc á, cao hơn nhiều so với dùng một thứ, either one hay là không dùng thứ gì hết. Vâng, điều này là một cái tin mừng cho rất là nhiều người, bởi vì quý vị biết trong vấn đề drug abuse và nó cũng gây ra những cái tác hại, những cái tệ nạn xã hội như là homelessness đó. Right. Rất là nhiều người là vì drug và cũng có khi là bị withdrawal đó. Right. Không những là kiêng không được, cử không được, ngăn ngừa không được, mà lại vì có những cái triệu chứng khi mà lên cơn đòi hỏi về những cái thuốc này đó, thì bây giờ đã có cái combination rồi. Right. Hai loại thuốc khác nhau điều trị thì có thể giúp giảm đi những cái cơn nghiện đó.
và giúp cho những bệnh nhân không có bị những cái trường hợp drug abuse như hiện nay, thì điều này là một cái tin mừng, và cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin hôm nay. Có thêm những đôi lời trước khi chúng ta kết thúc hôm nay, cảm ơn bác sĩ trở lại một lần nữa. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn Châu Đỗ Vinh và cảm ơn Vietface cũng là S Channel đã mời Michael lên, và một lần nữa xin đại diện Trung tâm Y tế Đa khoa Mai của Đào kính chúc quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe, và stay away from COVID-19. Yeah. Và năm nay chúng ta rất tiếc không có cái Tết Parade ở đường Bosa, nhưng mà quý vị đừng quên đã lì xì cho nhau, rất là vui và giúp cho chúng ta bớt phần lonely, cô đơn, buồn bã, và ráng nhớ những cái 6 điều mà bác sĩ Michael Đào mới vừa chia sẻ với chúng ta, để cho chúng ta kích hoạt lại, reboost your brain ha. Tập thể thao nha, ok, exercise, ăn uống cho nó ngon lành nha, đừng có lười biếng ăn uống, và phải có những cái lạc quan và vui vẻ, sống vị tha, giúp cho nhau kích hoạt những cái sinh hoạt mới, để chúng ta tái tạo lại những cái phẩm chất ngay trong cơ thể chúng ta, sẽ sản xuất ra những cái chemical giúp cho chúng ta lướt qua bệnh hoạn và có thêm sức đề kháng. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Michael Đào. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV. Thank you.